Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Tý trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Nó là tháng tháng Mậu Thìn. Vậy thì trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024, những người tuổi Tý sẽ có vận trình ra sao, cát hung như thế nào? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, kính thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị về 6 nội dung chính như sau. Thứ nhất, chúng ta cùng xét qua về tổng quan vận hạn của những người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch, xem là tổng quan cát hung như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ đi vào vận trình chi tiết về tử vi sự nghiệp của những người tuổi Tý. Thứ hai là vận trình tài lộc trong tháng 3 sẽ ra sao. Và thứ tư là vận trình tình duyên, đó. Tình duyên gia đạo như thế nào? Thứ năm, chúng ta xét về cái vận trình sức khỏe của những người tuổi Tý. Và nội dung thứ 6 chúng ta xét về cái kích tài lộc cho từng tuổi để giúp cho những người tuổi Tý nắm bắt được cái vận thế và có được những cái tài lộc may mắn đến với mình trong suốt cuộc đời. À, và ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị chi tiết về từng nội dung như đã nêu ở trên. À, thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tổng quan vận hạn của những người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì chúng ta biết đấy, những người tuổi Tý đúng không ạ? Thì trong tháng 3 âm lịch nó là tháng Mậu Thìn chúng ta cục diện là thân tí, Thìn là tam hợp đúng không? Thân Tý Thìn tam hợp vậy nên đây cũng được đánh giá là một cái tháng khá là may mắn cát tường đối với những người tuổi Tý vậy thì chi tiết từng tuổi như, như thế nào thì chúng ta cùng xét nhé à, thưa quý vị nói chung ý, trong cái tháng 3 âm lịch thì nó cho thấy là cái tinh thần của những người tuổi Tý nói chung là sẽ được cực kỳ là quyết liệt không làm thì thôi nếu làm thì các bạn sẽ làm đến cùng làm cho ra Ngô ra khoai thì thôi cái điều này đang thúc giục các bạn nắm bắt được cái vận mệnh của mình, không cho phép những cái ý kiến trái chiều khiến cho các bạn bị chùn bước. À, nói chung ấy trong cái thời gian này thì các bạn thực sự là những người nắm giữ được cái phước lành của chính bản thân mình. khi mà gì lại được tài tinh nó chiếu mệnh nữa, nên ấy nó cũng sẽ hỗ trợ mang lại nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu không ngờ đến với những người tuổi tý. À, không những thế những gia chủ tuổi tý cũng rất chăm chỉ kiên nhẫn và gì khai thác cái vận may của mình dường như là các bạn không ngơi nghỉ chút nào lúc nào cũng sẵn sàng lao đầu vào công việc một điều may mắn nữa đối với những người tuổi tý là gì được cái nguyệt lệnh lên một đất thai nó ủng hộ vậy nên những người tuổi tý trong cái thời gian này trở nên thoải mái hơn vui vẻ hơn và giao tiếp với mọi người thì được gì hòa thuận hơn nhờ vậy mà còn kết giao được thêm nhiều cái duyên lành với những người bạn mới và mở ra nhiều cái cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn với những người tuổi Tý nhất là những ai mà đang làm công sở thì bản mệnh còn gì cố tình tạo được cái tình huống hài hước để cho những người xung quanh bên mình ấy được vui vẻ khiến cho cái bầu không khí nó trở nên là gì yên ấm hơn vui vẻ hơn và mọi người sẽ được gắn kết sâu sắc hơn từ đó công việc cũng sẽ được thuận lợi và hanh thông hơn à, bên cạnh đó Thời gian này thì những người tuổi Tý trở nên hiếu kỳ, ham nghiên cứu, tìm hiểu những cái kiến thức mới mẻ và đó cũng là lúc mà các bạn nên bắt đầu thực hiện một cái dự án nào đó mà bản thân mình đang ấp ủ. Từng bước áp dụng lý thuyết vào cuộc sống, các bạn sẽ nhận ra nhiều điều thú vị hơn nữa ở xung quanh chúng ta. Bên cạnh đó, trong cái tháng 3 âm lịch ấy thì những người tuổi Tý nói chung ấy cũng không được lơ là cái sự xuất hiện của cái hung tinh Ngũ Quỷ trong cái thời gian này vì nó đang gây hại cho sức khỏe của các bạn. À, có thể hiện tại các bạn không thấy có vấn đề gì, nhưng mà nó đang âm thầm phá hoại cơ thể. À, các bạn nên đi thăm khám thường xuyên nếu mà cảm thấy sức khỏe của mình nó không được tốt cho lắm. Đó đó là cái tổng quan vận hạn của những người tuổi tý trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024. À, tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng mặt của cuộc sống nhé. Thứ hai, nội dung thứ hai thì đó sẽ là gì? chúng ta sẽ cùng xét về cái vận hạn sự nghiệp cũng như là công danh tài lộc của những người tuổi tý thưa quý vị nói chung ấy, trong tháng 3 âm lịch thì được nguyện định là một đất thai nó dự báo từ bên trong bản mệnh đã có những sự thay đổi mạnh mẽ có thể trước đây các bạn chưa nhận ra nhưng cho đến khi nhận thấy những cái kết quả bất ngờ trong một thời gian gần đây sau một hành trình dài thì các bạn đã cảm thấy những cái vất vả của mình đã trải qua trong một thời gian trước đó thì là hoàn toàn xứng đáng. Ở trong thời gian này thì sự nghiệp của những người tuổi Tý cũng vô cùng thuận lợi. Các bạn trở thành một người có trách nhiệm hơn, luôn chủ động giải quyết những cái công việc thuộc trách nhiệm của mình. Và quý vị cũng không hề đùn đẩy cho những người khác. Thậm chí các bạn còn sẵn sàng ra tay hỗ trợ, giúp sức cho người khác, vui vẻ chia sẻ những cái kinh nghiệm đã biết cho mọi người để cho họ cải thiện cái kỹ năng làm việc, gia tăng thêm cái hiệu suất chính vì thế mà những người tuổi Tý cũng sẽ nhận được nhiều cái lời cảm ơn trong thời gian này nói chung ấy trong cái tháng 3 âm lịch này ấy, thì những người tuổi Tý cũng được khuyến khích dành chút thời gian cho công việc định hướng chi tiết khi mà kiểm soát được chúng ấy, thì các bạn sẽ không còn phải lo lắng tới cái kết quả chung nữa à, tổng quan lại nhìn chung ấy thì cái thái độ khiêm tốn cùng với cái sự nhiệt tình chăm chỉ đã giúp cho những người tuổi Tý được mọi người đánh giá cao trong cái thời gian tận thời gian này và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi tý quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý đó là về vận trình công danh sự nghiệp Tiếp theo chúng ta xét về thứ ba đó là tử vi tài lộc của những người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch. À, thưa quý vị, nói chung ấy, công danh sự nghiệp hanh thông có lẽ nó cũng sẽ kéo theo cái tài vận của những người tuổi Tý được khởi sắc. À, bước sang tháng 3 âm lịch thì chúng ta có nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, vậy nên công việc của những người tuổi Tý thêm phần hanh thông và xuân sẻ hơn trước rất là nhiều. Mọi việc quả thực đang tiến triển theo những gì mà các bạn đang dự tính từ trước đó. Nhờ thế, mà thu nhập của những người tuổi Tý có cơ hội được gia tăng trong cái thời gian này. Nói chung ý, cái vận may đang tới, con dân này hãy cứ tự tin đón nhận. Những cái sai lầm trong quá khứ cũng không quyết định được cái vận may trong tương lai của các bạn. Do đó, các bạn hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư làm ăn, hứa hẹn nhiều người có cái doanh thu lớn và gì, thu được một đống tiền nó đổ về tay. Nếu mà bản mệnh đang muốn khởi động cái công việc phụ nào đó trong thời gian này để có đồng ra đồng vào thì cũng nên bắt tay vào thực hiện ngay trong tháng này. Dù thời gian đầu nó khó khăn hoặc là chỉ kiếm được một chút ít thôi, nhưng tương lai nó sẽ hứa hẹn có thể là một khoản thu cực lớn, thậm chí là trở thành cái thu nhập chính của các bạn. Nói chung ấy, bên cạnh đó thì trong cái tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Tý lại có chính tài nó ghé thăm. À, trong cái tháng này nó cũng sẽ hứa hẹn những người tuổi tý sẽ bắt gặp được những cái cơ hội dồi dào cho dù đó là tiền bạc hay là gì những cái thỏa mãn về mặt cảm xúc về mặt đam mê à, quý vị cũng nên tận dụng những cái thời cơ tốt đẹp như thế để tập trung vào kiếm tiền hạn chế các hoạt động mua sắm không cần thiết nhằm thỏa mãn cái sở thích nhất thời của cá nhân càng cải thiện cái kỹ năng kiếm tiền thì hứa hẹn các bạn càng có thêm nhiều tiền bạc đổ về trong tương lai À, thưa quý vị, và để gia tăng cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tý trong thời gian này, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tí. À, tiếp theo chúng ta xét đến vấn đề thứ tư là tình duyên của những người tuổi Tý trong cái tháng 3 âm lịch. Thì cái vận trình tình duyên gia đạo của những người tuổi Tý trong tháng 3 ấy thì nó cũng khá là tốt lành và may mắn, được cục diện tam hợp thân Tý thì nó tương trợ nó giúp đỡ. Thì đây cũng là cái dấu hiệu tích cực để khai thông cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tý. Những người còn độc thân thì nên tích cực hơn trong cái việc tham gia vào các buổi gặp gỡ hoặc là mở rộng cái mối quan hệ xã giao của mình, tăng cái khả năng gặp được người phù hợp. Nếu là những người mà đã có đôi có cặp ấy thì cái mối quan hệ giữa hai bạn thì ngày càng trở nên khăng khít hơn, hạnh phúc hơn. Dù bận rộn thì hai người vẫn dành thời gian cho nhau. Các bạn cũng rất quý trọng cái cách mà người ấy chăm sóc mình. Còn với các cặp đôi mà đang có mâu thuẫn ấy, chỉ cần gì? các bạn cố gắng thực hiện các cam kết sẵn sàng thay đổi theo cái chiều hướng tích cực thì sẽ nhận được cái sự bao dung đón nhận từ một nửa kia của mình mọi thứ lại trở về hạnh phúc vui vẻ như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Nói chung ấy, dường như là trong cái thời gian này có điều gì đó đang âm thầm ấp ủ và sẽ thay đổi cái cuộc sống của những người tuổi Tý theo chiều hướng tốt đẹp hơn. À, các bạn cần phải có thêm một cái nguồn lực để giúp đỡ tận dụng cái cơ hội tốt đẹp này để giúp cho vận trình mình có những cái bước khởi sắc đột phá nhất định. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tâm hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình nó được hanh thông thuận lợi. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp tăng cường cái vận trình tình duyên và giúp gia đạo được hài hòa, hạnh phúc, yên ấm hơn. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi tí. Thưa quý vị, đó là về mặt tình duyên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến vấn đề thứ năm là sức khỏe của những người tuổi tí. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái tháng 3 âm lịch, tháng mậu thì này, đây là một cái tháng khá bận rộn theo đuổi đam mê trong công việc. Dường như những người tuổi tí không biết mệt mỏi, khi mà có chút thời gian nghỉ ngơi, những người tuổi tí lại cảm thấy mình gì đã làm việc quá sức. Chính cái điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cái sức khỏe của bản mệnh. À, vậy nên những người tuổi tí nên lưu ý để thường xuyên có cái quãng nghỉ ngắn trong một ngày làm việc, đừng để tình trạng kiệt sức nó xảy ra khiến cho các bạn phải hoãn lại những kế hoạch lớn lao của mình ở trong tương lai. Với điều kiện thời tiết của tháng 3, thì bản mệnh cần phải lưu ý cái việc tăng bài tiết đào thải chất độc trong cơ thể chú trọng tăng cường cái sự trao đổi chất của của phế tỉ, thận đồng thời cũng đảm bảo thái độc tố qua mồ hôi hoặc là gì tiểu tiện à, sức khỏe của những người thân xung quanh những người tuổi tý cũng là cái vấn đề mà bản mệnh cũng cần phải là gì lo lắng trong cái thời gian này nhất là những người lớn tuổi trong gia đình dễ bị bệnh thậm chí là phải nhập viện tuy nhiên vì cuộc sống quá bận rộn nên là không phải khi nào cũng có đủ thời gian để chăm sóc họ. Vậy nên, quý vị cũng cần phải là gì? Có một cái kế hoạch thăm khám định kỳ và nếu thấy có dấu hiệu bất thường ở trong cơ thể thì cũng nên đi khám ngay nhé. Đó là về phần sức khỏe của những người tuổi tí. À, thưa quý vị, và phần tiếp theo của chương trình thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của từng tuổi tí, bao gồm có mậu tí, canh tí, nhâm tí, giáp tí và bính tí. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Đấy. Thì những người tuổi Mậu Tý có ngũ hành nạp âm là hỏa và nam thì gặp sao thái âm và nữ gặp sao thái bạch. Đó. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. À, thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 thì thuộc mệnh hỏa đúng không ạ? Nam thì gặp sao thái âm và nữ gặp sao thái bạch. Nói chung ấy, các bác tuổi mậu tí đã lớn tuổi rồi, đúng không? và thời gian này thì quý vị cũng cần phải chú ý chăm sóc cái sức khỏe của mình. Đó. Ờ, thời gian này thì dù nỗ lực hết sức nhưng cũng cần phải giữ mình, đấy, đừng có cố quá. Ờ, gia chủ cũng cần phải là gì? Ờ, giữ gìn sức khỏe để gì? vui vẻ với con cháu nhiều hơn. và để tăng cường cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi tý hãy luôn luôn chơi với những người tuổi thìn, tuổi thìn và tuổi thân nhé. bên cạnh đó Bính Mậu với Lộc Tệ Tỵ muốn có được cái tài lộc, những bác tuổi Mậu Tý nào mà đang buôn bán kinh doanh làm ăn ấy thì nên chơi nhiều với những người tuổi Tỵ để được may mắn hanh thông. Và cái hạn tiểu nhân ấy thì chúng ta biết là gì? Tý và Ngọ là tương xung thì quý vị kỵ tuổi Ngọ đúng không ạ? Bên cạnh đó là Tý Mão là vô lễ chi hình. Đó. Thì quý vị cũng không nên chơi nhiều với những người tuổi Mão kết hợp làm ăn kinh doanh. Chứ còn cái trong quan hệ hàng xóm thì bình thường nhá. Thì quý vị chỉ không nên gì kết hợp làm ăn buôn bán kinh doanh. À bên cạnh đó Kiên kỵ tiếp theo là những người tuổi dậu thì tí và dậu là tương phá vậy nên là quý vị cũng cần phải hạn chế làm ăn chung với những người tuổi những người tuổi dậu tiếp theo là tuổi canh tí sinh năm 1960 à, canh tí 1960 có có hành lập âm là thổ đúng không ạ nam thì gặp sao thổ tú và nữ gặp sao văn hớn ở à, trong thời gian này những người tuổi canh tí tránh khoe mẽ nếu không muốn thu hút thêm những cái rắc rối không đáng có đến với mình đặc biệt thì các bác cũng nên chú trọng đến cái sức khỏe của mình nhiều hơn càng ngày sức khỏe nó càng suy giảm vậy nên à, quý vị cũng cần phải có một cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường cái sức khỏe cho bản thân nhé à, quý nhân của những người tuổi canh tí, canh lấy lộc tệ thân đấy, lấy xỉu mùi làm quý nhân à, quý vị có thể chơi với những người tuổi thân đấy nếu mà những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì nên chơi với những người tuổi thân à, hoặc là gì những người tuổi xỉu thì là quý nhân tương trợ giúp đỡ nếu các bác mà làm trong một cái mối quan hệ nào đó muốn gia tăng cái mối quan hệ hợp tác thì nên chơi những người tuổi xíu và kỵ tuổi đúng không? tuổi tý thì vẫn cứ kỵ tuổi ngọ và và tuổi ngọ tuổi mùi tuổi mão và tuổi dậu nhá thì những tuổi này các bạn lưu ý không nên không nên uh, hợp tác nào ăn nhiều à, tiếp theo thứ ba là tuổi nhâm tý nhâm tý là những người sinh năm 1972 có ngũ hành là mộc nam thì gặp sao thái âm và nữ gặp sao thái bạch à, quý vị thân mến À, nữ gặp sau thái bạch ấy, các cụ nói là thái bạch quét sạch cửa nhà vậy nên với nữ mệnh nhá thì quý vị hãy lưu ý nhé hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó được làm bằng bạc phía trên nó có chữ vạn của nhà phật tự chữ vạn điều may mắn vạn sự cát tường mà sau là chữ phúc thì giúp chúng ta tăng cường cái phúc đức để nhờ được ân đức của gia tiên mà sẽ mang lại may mắn cho gia chủ và phía bên dưới này nó có biểu tượng là ngọn lửa đúng không ạ đây là gì biểu tượng của phúc đăng hỏa và nó được làm một một cái viên đá ruby đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy ấy, chuyên sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp nó sẽ giúp gì hóa giải những vận hạn và mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 349119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân nhé cái vận phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. vậy nên những người tuổi nhâm tý hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. À, thưa quý vị nói chung ấy trong thời gian này thì những người tuổi nhâm tý hãy gì đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. quý vị hãy hóa giải cái lòng hận thù vì chúng sẽ không tài nào mà giúp cho các bạn phát triển được trong tương lai. À, quý vị hãy gì mở lòng mình ra Hãy đón nhận những điều tốt đẹp mới đến với mình Thay vì lúc nào cũng phải suy nghĩ một cách tiêu cực về những người khác à, Trong thời gian này thì quý vị nên chơi với những người tuổi sau Những người tuổi tí, nhâm tí, ấy, nhâm tí 1972 ấy, Mà muốn làm ăn kinh doanh tốt đẹp Thì quý vị chơi với những người tuổi tuổi hợi đúng không ạ? Nhâm lấy lộc tuổi hợi, nhâm lấy tị mão là quý nhân thì quý vị có thể chơi với những người tuổi tỵ và những người tuổi mão để gia tăng thêm cái may mắn cho mình nhé. Còn kỵ tuổi đúng không Thì những người tuổi tí vẫn kỵ tuổi ngọ nhé Cũng hạn chế chơi những người tuổi mùi đó Nói chung ấy Những người tuổi nhâm tí Thì cũng để là Đây cũng là một cái thời điểm mà quý vị cũng cần phải hết sức cố gắng nhé Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ tư là tuổi Tuổi giáp tí sinh năm 1984 Những người tuổi giáp tí sinh năm 1984 Có ngũ hành động âm là Hải Trung Kim đó. Nam mệnh thì gặp sao Thái Dương Và nữ gặp sao Thổ Tú trong thời gian này thì quý vị cần nói ra những cái mong muốn của mình để hai người có thể hiểu nhau hơn đó. và quý nhân của những người tuổi giáp tý thì đó chính là gì giáp lấy lộc tại dần lấy xỉu mùi lòng quý nhân vì thế mà những người tuổi giáp tý trong cái tháng này này thì có thể chơi với những người tuổi dần này tuổi xỉu này tuổi mùi này để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và cũng kỵ chơi với những người tuổi ngọ và tuổi mão nhé trong cái, trong cái tháng trong cái tháng này với người với những người giáp tý đó Tiếp theo tuổi thứ năm ta xét đó là tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Thì những người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 có nạp âm ngũ hành là giản hạ thủy đúng không ạ? Nam thì gặp sao thổ tú và nữ gặp sao văn hớn. À, trong thời gian này những người tuổi Bính Tý hãy dừng lại những cái mong muốn vô lý, hối thúc các bạn mua sắm nhiều hơn. Và quý vị cũng cần phải lưu ý đến những khoản tiền và cái đầu tư nhiều vào cái sự nghiệp của mình thì tốt hơn. À, quý nhân của những người tuổi Bính Tý thì chúng ta có Bính Mậu lấy độcc tại Tỵ Bính Đinh chưa khi vị lấy Dậu Hợi là quý nhân vậy nên quý vị hãy cho những người tuổi Tỵ tuổi Dậu tuổi Hợi để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình nhé à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn là tháng Mậu Thìn đó về vận trình tài lộc công danh sự nghiệp gia đạo cũng như là gì cách kích hoạt tài lộc để mang lại cái may mắn cho những người tuổi những người tuổi tý à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn